សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ lab របស់ CCNA 2 chapter 3អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់នៅ CCNA 2 chapter 3នេះដែល chapter 3 CCNA 2 chapter 3នេះនៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយភាគច្រើនតទៅនឹង VLAN អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចប់ CCNA 2 chapter 3ហ្នឹងយើងនឹងបានទទួល7lab ពី instructor របស់យើង lab ទាំង7ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ lab ទី1 who hear the broadcast អញ្ចឹងនៅក្នុង lab ទី1នេះគឺអត់មានតកតងនឹង configuration ទេគឺអត់មានបន្ទុកនៅក្នុងនេះទេគំតែគឺតកតងទៅនឹងសំណួរអញ្ចឹងយើងត្រូវអាននៅ step ទី1ទាំងអស់ហ្នឹង step ទី1ទី2និងទី part 2 step នៅក្នុង part 1មាន2 stepហើយនៅក្នុង part 2មានសំណួរទាំងអស់ទាំង8ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមគេបង្ហាញទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុង part 1នេះគឺគេឲ្យយើង observe broadcast traffic in the VLAN implementation មានថាឲ្យយើងកំណត់សម្គាល់នៅ traffic broadcast នៅក្នុង VLAN implementation ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង lab នេះគឺមានទាំងអស់មាន3 VLAN គឺ VLAN 20 VLAN VLAN 10 VLAN 20និង VLAN 30អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីតាមដែលគេចង់ឲ្យបង្ហាញយើងទី1ត្រូវ ping generation មានថាយើងត្រូវ ping ពី PC 0នេះ PC នេះត្រូវ ping ទៅ IP 192.168.8អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមគេអញ្ចឹងដំបូងយើង click desktop tab click លើ PC 0 click desktop tab យើង click លើ command prompt តាមគេមកមកយើង ping ទៅអូខេ ping តាមគេប្រាប់អូខេយើង ping តាមគេចឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងចុចនៅលើ simulation អូខេយើងចុចលើនេះអញ្ចឹងនេះគឺ simulation ណាអូខេ simulation mode តោះមក ping ចប់តោះមកនៅក្នុងចំណុចទី2អញ្ចឹងចំណុចនៅក្នុងនៅ part 1 step 1គឺយើងចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងណាតោះយើងចូលចំណុចទី2ចំណុចទី2គេឲ្យយើង generate the examin broadcast traffic គេឲ្យយើង generate broadcast traffic អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមពេលគេអញ្ចឹងយើង switch a mode យើងហ្នឹងពី real time មក simulation ហើយបន្ទាប់មកយើង click លើ edit filter អញ្ចឹង edit filter នៅលើនេះយើង click លើ edit filter បន្ទាប់មកយើងត្រូវ click លើ ICMP គេប្រាប់ឲ្យ check លើ ICMP box អូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវ click លើ show all show all name នេះនេះតើបងយើង show all name សិនមកយើង show all name សិនមកតោះមកយើង click លើហ្នឹងហើយយើង check យកតានេះបានដែរវា ICMP បានអញ្ចឹងនៅក្នុង list ហ្នឹងគឺយើងយកតែ ICMP ឯងដើម្បី test បន្ទាប់មកគេយើង float គេឲ្យយើងយក mouse របស់យើងហ្នឹងយកទៅនេះគេឲ្យយើង click លើ add complex PDU អញ្ចឹង click add complex PDU នៅនេះយើងដាក់ mouse លើយើងឃើញ add complex PDUអូខេគេដាក់ add complex PDU អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើ add complex PDU ហ្នឹងមកតមកខ្ញុំយក add complex PDU យកមកដាក់នៅលើ PC0 គេប្រាប់ហើយថាឲ្យ add complex PDU ឲ្យ float មកថាយកមកយកដាក់លើ PC0 ហ្នឹងវានឹងចេញហើយអញ្ចឹងគេឲ្យយើង destination គឺ255255 broadcast អូខេហើយសោះគឺ IP PC0 គឺ IP វាលុយកាពី1ហើយ sequence គឺ1ដាក់តាមវាទៅឲ្យ1ហើយ one shot time នេះ0អញ្ចឹងយើងទៅតាមគេណោះក៏យើង click create អូខេយើងបានហើយតមកគេឲ្យយើង select the application ping ហ្នឹង at least 3 application available to use ហើយយើង create អាហ្នឹងមកហើយយើង cap click នៅលើ caption robot នេះយ៉ាងតិចណាគឺ2ដង repeat វា2ដង twice អញ្ចឹងសាក់ clip មើលអូខេវានឹង broadcast អញ្ចឹងយើងឃើញវា broadcast វា broadcast ទៅតាម VLAN 30នេះទៅ VLAN ផ្សេងនេះពេលវា broadcast នោះមែនអូខេបន្ទាប់មកចំណុច8នេះគេឲ្យយើងធ្វើដូចគ្នា
đôi nâng chấm đại y như đài chắc là nấy dân thơ lớp PC bằng bảy PC đọc mùi trên PC bằng bảy này giờ mà PC bằng IP mà IP viết chạy sang phần chân dân thơ đôi cái nhé dân chạy lừa đi nắng ai cầm phải nắng ok về được lột máu chân đã xong IP hai máu dương thừa đang tam kế và tọa máu nông phạt thú dương đang thọc sai sinh nua ở đây dương bản thời chấm bay dương thừa nó cứ dương observe với phòng dương nhật với phòng ta bị vượt mạnh ok ok dương khởi về phục vụ về phật khát tạo ta nông nông ở villain bảo vệ thế mới đấy PC đập một mồi ok dương mới PC đập một mồi ta IP mansion anh phải viêm phải buồn ok nhưng ad má ok như thế việc pro khát tập khả nông bị lên bảo vệ việc pro khát tập bị lên xe nhỉ ok chẳng dừng observe step 1 step 2 nó không phát mũi 2 ấy cứ phát lịch mũi nó step 1 step 2 cứ cái chọn ở dừng observe ở dừng trụ mơ ta biểu vượt mạch tỏa máu bạn dừng chập đám trái nó xử nua phát thù chẳng nó không xử nua phát thù này cứ miên tổng áo miên phòng bay xử nua chẳng nó phải để dừng observe vì phát mũi là miên step 1 step 2 hả dừng thảo xoay xử nua ở đây dừng observe chẳng xử nua tí mươi cái xua tha và sân vào PC nó không bị lên đọc nâng vì sân bảo khám hình sạch với device receive it trên cái xua cái xua và sân là PC nông PC 0 nè PC nè PC nó không bị lên đọc nè vì sân bảo khám à vì sân ở bảo khám hình sạch tạo chắc là device nè nó device nè nè tự tuôn device nè nè tự tuôn chắc nó không chấm lại nó không chẳng nhầm bạc nộp hết mỗi mà mình không chẳng chẳng lái nhầm cho xe nâng cho xe nó lớn đi ok chẳng lái và sân bao PC nó không bị lên đọc send program reset cứ all anyway on the all and device on VLAN 10 receive chẳng device này receive cứ all and device on VLAN 10 việc ai VLAN 20 VLAN 30 VLAN 20 tụ đài chẳng mà sân thì PC nó không VLAN đọc đi sân broadcast chẳng nè PC tụng on nó không VLAN 10 nó cứ chỉ nè tụ broadcast của mình chỉ nè receive with device receive chẳng and device tụng on chẳng những đạm á all and device on VLAN 10 chẳng all and device on VLAN 10 chỉ nhận receive đây là số tiếp pi cứ sao bản thân PC nó không VLAN 20 send program message device này nhận receive chẳng được nghĩa bản thân VLAN 20 vi send chẳng all device nó không VLAN 20 nó cứ nhận receive số tiếp bảy nó thì bảy cái xu ta và sân vào VLAN 30 send broadcast message device này để siêu đi khi nhớ bảo vệ sân nó không VLAN 30 chân device and device không VLAN 30 này để siêu chân xung nối tiếp buồn xung nối tiếp cái xu ta what happened to the frame from PC in VLAN 10 to the PC in VLAN 30 chúng ta bị miễn ai cả là nó pe đại PC nó không bị lên đọc nằng về ping được gọi về send tàu PC nó không bị lên một thầy what it will happen chắc nó chậm lại nó nông sầm nuối nó cứ dân thảo chia ra hả it will be drop packet nó drop hay là drop của ấy bị lên đọc nằng bị lên đọc nằng bị lên xàm sớm viêm ọt thật một nông network thì mùi khnhiệt chẳng biết packet nó cứ drop cứ về đại đi khnhiệt
nếu bây giờ subreddit VLAN mình thành network nó cứ subreddit như vậy. Okay. That's how we are not VLAN được kia tay. Then it will be dropped because they are not the same VLAN. Then we send VLAN VLAN đọc VLAN send VLAN đọc VLAN VLAN send VLAN 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 send VLAN 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 một phải ai thọc VLAN phải ai thọc different VLAN mà này. Bộ ta tìm router ở tiền. Rồi có dùng ai cần thử dụng inter VLAN router được có router unstick. Ok. Chẳng. Chẳng chẳng nói tí 4. Chẳng nói tí phèm. Đưa ra. Port nào môi nó lưu switch. App. Bà sân một PC connect to port. Đọc môi. Send a unicam message. To the PC connect to port đọc bầy. Chẳng dừng mớ. Chúng tôi đi bán bà sân gì chúng tôi đi bán bà sân gì PC can you port up mùi dừng sâu bà sân ok sâu lúc bé mà dừng khởi port chân đi PC nó port up mùi chọn khởi nha. Ok, ở đây anh ấy bảo dù chọn cái đấy chẳng dừng kết à. Bà xin chìa PC nó có nông cái này tôi port đọc mối. Vì xin tàu Unica tàu PC nó không port đọc mối đáy dư này. Which port on the switch line app. Plung switch á, switch line nó cứ plung switch app. Thì là port nó đây. Port nó nó lơ plung switch app bà xin chìa dừng cái này. À port để đọc mối. Xin Unica to PC cái này tôi port lên 7. Chẳng vì bà có chìa port lên. Vì bà có chìa poly đập môi nâng poly đập bay nâng app ấy chứng chấm lại thì pram này cứ port lấy đập môi and lấy đập bay fill lại app chứng poly đập môi nâng poly đập bay nâng viên nâng miên phương app ấy của dân cái này PC tao poly đập môi hàng môi tiết này tao poly đập bay chứng nhưng send với tao chứng miên nạp p-port nâng poly đập môi nâng bay nâng viên nâng app ấy thôi xong nữa thì bấm môi. Xem nốt tiếp vào mối kỹ sư thả hay kỹ sư thả ta port na đại nâng app và xem một PC cái này tụ port lịch pí xem dùng khăn đi xét tụ PC cái này tụ port lên phải bày chẳng dừng mơ phòng ta port lên pí nâng port lên phải cái khách không VLAN được mối cái này ạ hồi mánh cái nhé vì port lên đọc môi phải lên đọc bấy nhỉ đọc mối đọc bấy ní vì nó không VLAN được mối nhưng vì xem nó app phải được ra vì nó xem VLAN mối với anh không được hiện thì bạn hay đọc cho switch đó switch dừng hoặc là đón port port nâng app vậy để đập mối nó lên đập bảy, chắc về sạch nông bị lên đập mối với anh không được hết mà. Tại nó không dùng nối tiếp của mối ní, ví dụ ta port lại app, tiếp lại app này, bảo phần nhập port pí sen unica này cứ à mối port lịch pí, à mối tiếp port lịch phải bảy, port lịch pí nào nỉ, nỉ port lịch pí, à mối tiếp port lịch một phải bảy nào nỉ, chắc về different lên này, chẳng, chấm lại tiếp của mối nắng, the packet will be dropped. Tại sao vì chất nó không different VLAN chẳng vì anh không thể để bàn này mình phạm chẳng xong nối tìm bây giờ ta in term of port what are the collision domain on the switch chẳng nghĩ xua nó không port năng what are the collision domain on switch ta ai cái chỉ collision domain on switch chẳng những đăng này switch mà port bỏ switch cứ viết small mà collision chẳng mà port bỏ switch viết small mà collision chẳng chẳng nói đi nhưng ai chẳng lại thá each port is its own collision domain chắc nó không switch cứ mà port và switch cứ mà collision domain này chắc nhưng nó không nắm bảo sân thì viên miên màn tưởng đó PC mà nó phải bay và sân viên mà phải bay PC tưởng đó nhưng mà viên mà phải bay collision domain của ấy thông thán thì port và switch bảo sân thì port và switch nó đào mà phải bay port cho viết cứ mà phải bay collision domain này miền và màn port đào cho viết cứ miền của bạn đang collision domain này cái năng chấm số nổ tìm bẩn tôi mất số nổ tìm bài số nổ tìm với ta in term of port what are the broadcast domain on the switch chắc nó không thuộc loại chỉ năng cứ dương miền broadcast domain mán dương miền broadcast domain bài đời xa each VLAN is
its own protocol domain ដោយសារយើងមាន VLAN 3 អញ្ចឹងយើងប្រើ VLAN ដើម្បី separate protocol domain ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីហ្នឹងគឺយើងឆ្លើយថា each VLAN is its own broadcast domain អញ្ចឹង VLAN មួយ វាមាន own protocol domain មួយ អញ្ចឹងយើងគិតទៅ 3 VLAN គឺវាមាន 3 protocol domain ដែរ In fact, each VLAN is its own protocol domain. Chẳng, nó không lẹp tí mùi này CCNA 2 chapter 3. Này CCNA 2 chapter 3 nắng. Cứ dương slide tập bản năng cứ dương thâu slide mà đồng nạc ca lần thua nâu away đại Cisco trong mạng bản năng. Chẳng dương thua bản năng mới, dương slide bản năng mới. Hay dương send ឲ្យ crew យើងហ្នឹងដឹងថាអ្វីប៉ុណ្ណឹងគឺឥតខ្ចោះហើយអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ